người phỏng vấn nhanh giúp em nha. Tiếng lòng của Yến đang nổi lên, bởi vì năm nay Mùa Lễ Tình Nhân là chắc chắn Yến lại phải xa người yêu của mình cách nửa vòng trái đất, và ơi, một lần nữa lại phải là một tí xíu rất là lớn với Yến. Khi mà mình lại xa trong số những người nam ca sĩ trẻ và hy vọng là trong top ca sĩ của năm sớm ra đi, và cảm xúc của Đức Quốc sẽ như nào trong cuối năm nay thì chắc chắn là thời gian bận rộn của mình. Thì tối nay mình có muốn nhận được cái giải thưởng này hay không, đạt được giải thưởng này hay không? Đối với Yến thì không biết mọi người, những người khác tặng như thế nào, nhưng mà đối với Yến thì thực sự rất là khó. Bởi vì đối với một món quà đó vừa là một món quà kiến thức ý nghĩa, là phải sử dụng được và nó phải phù hợp với cái tình huống nữa. Thì Yến đang lựa chọn những gì mà nó mang cái ứng dụng, và nó phải là như chắc chắn mình nói đang không làm gì hay mét được rồi, nhưng phải là những ý nghĩa và một cái thông điệp. Thì Yến xin nhờ bạn Yến dùng và Yến sẽ gửi thông điệp.